con mai hành phẩm ra chiếc giày á, con làm đó đó. Đem nó theo gửi nhà trẻ. Còn chồng con thì đi làm á ha, công trình gấp điện lạnh nó cái tay người này. Thôi đừng có buồn nữa nha bà, lỡ rồi xui cái đuổi của nó, của bạn Mỹ Hạnh nó cũng không có gì hết trơn đó. Bây giờ thì nó nhiều gì đi nữa đi. Nó cũng số nó cũng tới rồi con ơi, nó cũng từ giả. Thôi đừng có buồn nữa, từ giả nó cũng chia tay lắm rồi. Con về mấy ngày nay con nói tới con số con góp cho cây nhang mà con về qua vậy là cũng có công chuyện hoài à, chứ là con về con làm giấy tờ con chạy tới chị lui lắm. Vậy thôi bà từ đây chơi với mấy anh với cho với chị đây con đi đi cứ hai đứa cháu con cái anh đi chị đi mấy anh đi. Rồi cô ngồi vậy đó. Nó hai cái chai này hai đứa nè, hộp thì cũng hai đứa mà sắm nguyên hai bộ là hai đứa mà bây giờ nó đem theo trường cái cô ngồi nguyên ngay ra đây, cô định ngồi đây chưa tông ngồi phóng là khách ơi ngồi đây để gì tôi ha. Cô kẹp cái gắn này vô cho con. Đây cô gắn cho. Rồi Minh Tăng xin chào tất cả các chú anh chị và mọi người ha. Thì bữa nay em trở lại thăm gia đình của em Linh ha mọi người, trong cái thời gian mà cái vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương ha. Thì bữa nay mẹ của em Linh là cô cũng đã đỡ chút đỉnh rồi, cũng trong cái thời gian cô rất là đau khổ ha, khóc rất là nhiều. Thì bữa nay tới đây thì Minh Tăng cũng gửi 2 triệu của anh Lực Trần ở bên Pháp, phải không? Đúng rồi, Pháp. Với ai 500 ngàn á? Anh Lực Trần gửi 2 triệu cho gia đình của em Linh ha mọi người. Chứ hổm gài thì rất nhiều người hỏi số điện thoại gia đình của em Linh cũng như là cô ở đây anh đại diện, thì Minh Tăng cũng cho rất là nhiều ha, dám trên 100 người hỏi á. Thì mấy mọi người đó người ta cũng có liên lạc gia đình của em Linh, mấy người đó thì chắc cũng trong nước còn ngoài nước. Nay thì ghé lại thăm hỏi với gia đình của em Linh của quý chị. Mọi người nhớ cho Minh Tăng xin like cái chia sẻ nha. Mẹ của mình đang ngồi đây nè, để trò chuyện một xíu nha. Có gì? Chưa thấy một hôm nay thì mấy anh em cũng trở lại thăm nhà của em gái là Thái Thị Ngọc Linh nha. Em Huỳnh Huỳnh 500 ngàn. Là 133 người ở Bình Dương. Em Huỳnh Huỳnh gửi cho 500 với anh Lực Trần ở bên Pháp 2 triệu, 2 triệu gửi. Con gửi cho cô 2 triệu gửi ha. Dạ cô cái anh Lực Trần ở bên Pháp với em Quỳnh Quỳnh 500 ngàn. Dạ. Dạ cô chú chị xin vô đô nhớ cho em xin một lượt like và được chia sẻ và đăng ký kênh nha. 2 triệu, dạ. Còn 500 ngàn là của em Quỳnh Quỳnh đó. Anh bên Pháp cho 2 triệu, anh Lực Trần cho 2 triệu. Thì tôi bữa nay có chú YouTube của Minh Tăng để nhận giùm giới thiệu là cho hai chú ở người bên Pháp. Yeah. Ở đâu nữa? Bên Pháp với em Huỳnh. Huỳnh Rồi cô có gửi lời nào đến Mạnh Thường Quân từ hôm gài người ta chơi gửi tiền giúp đỡ cho mình đó. Sẵn này cô gửi lời cảm ơn người ta luôn. Hôm gài những người mà anh em đồ mà điện thoại thẳng về để gửi qua tài khoản cũng có. Rồi gửi bằng có mấy bữa gài có một người cũng đem cũng như nhờ cũng người cho. Yeah. Nhờ lại chút kia rồi đưa đây rồi điện con cô. Yeah, cái đó là bên bên nước ngoài người ta gửi về người ta giao cho mình á. Là coi như là bữa nay lên YouTube. Yeah. Thì tôi là chủ gia đình mẹ của bé Ngọc Linh. Yeah. Thì tôi cũng họ
không thể có nhận được số tiền hết, nếu anh em nào gửi thì cũng có nhận được hết. Thì hôm nay tôi cũng trên máy đi thì tôi cũng cảm ơn những người hổm gài là gửi tiền đó, gửi là hết, cũng không nhớ điện, điện nào cũng có hết, không có nhớ là nói từ người. Thì giờ cũng như là mình gộp đã bữa nay là xin chân thành cảm ơn là hết tất cả những người hổm gài đó là có lòng hảo tâm, mạnh thường quân, tất cả bên anh em mà để thăm hỏi đến gia đình, cũng có người gửi 2 triệu, 3 triệu, 1 triệu đủ, đủ hết trơn. Thì bữa nay tôi thay mặt ở trên máy YouTube này thì tôi xin cảm ơn hết tất cả. Cầu chúc cho gia đình được vui vẻ, mừng ăn được phát tài, trong gia đạo được bình an. Mừng điều người gì cũng mừng ăn, những chuyện gì cũng được may mắn, mừng được cho nó được thạnh lợi hết. Vậy cô có thể cô đọc số điện thoại lại lần nữa đi. Cô đọc số điện thoại với địa chỉ gia đình mình lần nữa đi, cho nhiều người quý cô chú anh chị mạnh quân khác đó có xem được rồi thì cô ủng hộ thêm. Cô đọc lớn lớn lên đi thế cô. Tôi xin mà đọc lớn lớn thì nhỏ lên chút. Liên hệ qua số điện thoại cô đọc nha. Tôi xin giới thiệu là tôi là Nguyễn Thị Thỏ, ở ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Trong gia đình có một đứa con là không may nó làm trong quán karaoke ở Bình Dương, An Phú, Bình Dương. Nó đã tử vong ngày 11 âm lịch đó, tháng 8, ngày 11 tháng 8 âm lịch. Đến nay cũng được 11 ngày rồi, thì cũng đem về an táng ở đất nhà, chôn trong nhà luôn. Tại vì đất thì cũng chật chội, cho nên là nếu ra hè thì nó xuống nước, ra không có đào lỗ được. Thì cũng chôn mẹ con cũng đùm bọc trong nhà này để cho ép ép coi cho đứa con mình cũng nằm được một bên đây. Thì bữa nay cũng chôn cất là an táng cũng mồ mả cũng xong rồi. Thì bây giờ tôi xin giới thiệu là cái địa chỉ thì như vậy, còn số điện thoại thì 0343 775 485. Là đó là số điện của tôi đang xài, nếu mà cô bác anh em anh chị nào gần xa thì nếu thương tình mà nếu có giúp đỡ thì gọi tới số điện này thì tôi sẽ đón tiếp là nói chuyện trực tiếp luôn. Cô chia sẻ lại là Ngọc Linh mất á, để lại 2 đứa cháu nữa. Ngọc Linh nó năm nay 26 tuổi, thì nó khi nó mất thì nó cũng có điện thoại 2 cuộc trong ngày đó, rồi nó sẽ ra đi là nửa đêm nó không biết lúc nào đó. Thì bây giờ nó cũng có để là 2 cháu, một đứa lớn thì bé gái 10 tuổi học được lớp 4, còn bé nhỏ thì 7 tuổi, bé trai tên Thái Bảo học được lớp 1, đứa lớn thì Thái Ngọc Lan Anh là 4 tuổi, bé gái học lớp 4, bé trai thì 7 tuổi tên Thái Bảo học được lớp 1. Thì bây giờ trường học đó thì ở trường tiểu học ở gần xã Mỹ Phú Đông, cách nhà cũng khoảng 1 cây số. Chắc mọi người đi chơi hết rồi đó anh Minh Sơn. Giờ này thì hai bé nó đi học chưa về, chắc này cũng 4 giờ mấy nè, cũng gần về tới đó chút. Xíu nữa là hai bé về tới. Có tự về hai rước đó nó tự về, nó chạy xe mà nó lỏng dây sên hay gì bỏ viện ở nhà chiếc rồi sớm mơ đi có 1 chiếc. Chị chở đi học hả? Chị nó chở em đi học ha. Chở em đi học. Hai bé học có gần trường không cô? Ở gần trường nhau, cũng trong một trường mà hai lớp đó, cũng học chung vậy đó. Thì nó về thì nó về. Rồi hôm ngày có ai nằm bao gặp Linh vậy không cô? Có chị nó là cái đêm mà chôn rồi đó. Thì nó cũng như nó không có thấy mặt em nó. Nhưng mà nó có nghĩa là có một người là nắm, để cái bữa đó nó nắm chân hay nắm tay gì nè, là lôi ghì cái nó lôi nó ghì trở lại. Nó làm dữ lắm, nó gây nó ghì trở lại vậy đó. Rồi nó cũng như là nó tưởng như là ai giỡn mà sắp té vậy đó, mà nhưng trong giấc mơ thôi đó, thì nó ghì ra dữ lắm rồi bắt đầu muốn kéo tay kéo chân luôn phải không? Không biết kéo tay kéo chân nhỏ nè, sau lưng mà quên hỏi chưa hỏi, bữa đó nó có nói nhưng mà con quên chân hay tay.
là nó kéo dữ lắm, đang ngủ nè, kéo dữ lắm. Ở đâu ngủ, đây hay ngủ nhà? Ngủ trong nhà cô, trong buồng. Ngủ trong buồng nha. Cô mơ cô thấy nha. Trong phòng ngủ đây nè, trong phòng nhà mình nè, nhà Linh nè. Cô thì không gặp lần nào, nó nghe nó, con chị nó gặp thôi. Rồi nó nắm tay hay là nắm chân gì chị nó nè, rồi nó ghi dữ lắm. Rồi bắt đầu cái miếng quen ngang là thọt ép. Thọt lét? Thọt lét theo mà nó nhột dữ dằn, nó chịu không nổi, mà nó dễ dụa dữ lắm nha. Rồi tới chừng sáng thì là ê ăn chỗ đó luôn. Nó là ê, sáng ra là ê, giống như là thiệt luôn vậy. Ừ. Ừ. Tức là mình ban đêm ngủ rồi mình nằm chiêm bao gặp mà bé Linh ấy ha. Là cái đêm chôn đấy ha. Chôn rồi tối lại. Chôn rồi tối lại là Ngọc Linh về. Ngọc Linh về kéo là không thấy mặt nha, không có nói chuyện nhưng mà có nghĩa là nó nắm tay thôi. Rồi bắt đầu nhỏ này ghi. Cũng như là có mình nhìn chiêm bao mình có thấy mặt luôn không? Không thấy mặt, không thấy mặt, không thấy mặt mà có người ghi vậy đó mà nó nhìn thì nó không thấy ai, nhìn là nhìn giấc mơ thôi. Nhìn trong giấc mơ thôi ha, nhưng mà mình cảm nhận đó là nó là Ngọc Linh đó ha. Không có, cũng như nó không biết luôn mà khi thức rồi là nghĩ là nó thôi. Không phải chỉ có Ngọc Linh thôi chứ không có khuất mặt đó. Em nói rồi là khuất mặt rồi, nó không thấy được, không có thấy mặt. Em xíu mình sẽ cập nhật.